Không biết mọi người có kinh nghiệm đi chợ mua hoa quả hay không? Làm thế nào để chọn quả vừa ngon lại ngọt đây? Ở đây có thể tổng kết ra 4 bước đơn giản, đó là dùng mắt nhìn các đường vân trên quả, mũi ngửi mùi thơm của quả và rồi dùng tay sờ vỏ, dùng tai nghe âm thanh khi vỗ hoặc lắc lắc quả. Đương nhiên, nếu như chủ hàng cho phép, bạn còn có thể ăn thử, nếu thích thì mua. Mọi người có phát hiện ra không? Để hoàn thành nhiệm vụ chọn hoa quả này, chúng ta đã phải dùng đến 5 giác quan để hoàn thành. 5 loại cảm quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Chúng đối ứng với mắt, tai, mũi, lưỡi và da. Mà 5 loại cảm quan này của con người thông qua rèn luyện là có thể trở nên nhạy bén và rồi có thể vận dụng linh hoạt hơn, thậm chí còn có thể thể hiện ra khả năng giống như siêu năng lực vậy. Tại Mỹ có một người tên là Daniel Kiss. Anh là một trong những diễn giả truyền cảm hứng hàng đầu thế giới. Khi mới chỉ 13 tháng tuổi, Kiss không may đã mắc căn bệnh ung thư mắt và phải cắt bỏ 2 con mắt của mình. Thế nhưng trong quá trình trưởng thành thì Kiss lại rèn luyện ra một loại kỹ năng đặc biệt giống như loài rơi vậy. Ngay từ lúc mới 2 tuổi, anh đã bắt đầu định vị môi trường xung quanh bằng sóng âm. Kiss dùng lưỡi để phát ra tiếng động rồi dựa vào âm thanh dội lại từ môi trường để định vị các vật thể xung quanh. Thông qua tiếng vang thì liền có thể phân biệt ra gỗ, tòa nhà hay lối ra vào, hơn nữa tỷ lệ chính xác cực cao. Ngay cả đến vị trí của những chiếc đĩa ở cách xa đó 1 mét có thay đổi hay không, hay thậm chí vật thể cách xa 2 mét là cột đèn, ô tô hay cây cối còn có thể phân biệt ra được. Sóng âm mà Kiss phát ra có thể đạt tới tốc độ 300 mét trên giây. Hiện nay trình độ định vị bằng sóng âm của Kiss đã đạt tới mức siêu đẳng, bởi anh có thể mô tả chi tiết môi trường xung quanh. Nhờ khả năng ấy mà anh có thể tham gia mọi hoạt động như một người bình thường. Căn cứ theo cách nói của chuyên gia, bất kỳ ai cũng có thể nắm bắt được loại khả năng này. Chỉ là một người với 5 giác quan đầy đủ thì khi thực hiện việc gì đó đều cùng vận dụng nhiều loại cảm quan một lúc, chứ không tập trung sử dụng một giác quan duy nhất nào đó. Chúng ỷ lại lẫn nhau cho nên cũng không phát triển ra được loại năng lực này. Đây là một ví dụ khi nói về khả năng ngoại cảm. Thế nhưng còn có một loại năng lực ngoài 5 giác quan kể trên, gọi là giác quan thứ 6 nữa. Chúng ta thường nghe nói rằng giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén. Nếu như đối phương đang nói dối thì cô ấy sẽ biết được ngay. Thậm chí còn có một số người chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay được bạn gái cũ của người yêu mình. Đây chắc có thể là khả năng đặc biệt chỉ riêng phụ nữ mới có rồi. Đương nhiên cũng có những nhà tiên tri có giác quan thứ 6 cực mạnh, nhưng đó chỉ là tài năng mà một số rất ít người mới có. Thế nhưng hiện nay, có những khoa học gia khá mạnh dạn, họ bắt đầu hoài nghi rằng loại khả năng gọi là giác quan thứ 6 này thực ra ai cũng có. Nó là một loại bản năng bị lãng quên. Vậy điều này rốt cuộc là gì? Và điều quan trọng nhất là làm thế nào để có thể khai phá thực sự loại bản năng này? Hôm nay, chúng ta cùng nói về giác quan thứ 6. Xin chào các bạn, mình là Miss Ruby. Từ giác quan thứ 6 này muốn giải thích thì cực trừu tượng và chung chung. Nó đại khái chỉ một người theo bản năng có thể dự đoán những sự việc sắp xảy ra chứ không phải sự phán đoán thông qua kinh nghiệm. Thế nhưng thật khó mà tưởng tượng được, giác quan thứ 6 của con người lại thấp hơn rất nhiều so với các loài. Người nông dân thường dự cảm động đất rõ rệt nhất, bởi vì ngựa, bò, cừu, gà sẽ thường nháo nhác, hoảng loạn. Như bồ câu không vào chuồng mà bay mất phương hướng, đàn lợn sẽ cắn xé nhau, gà trở nên kích động, những con ong rời bỏ tổ mà không hề bị tấn công, chuột ra khỏi chỗ ẩn nấp, thậm chí kiến và bọ cánh cứng ra khỏi tổ hay chỗ ẩn náu và di chuyển vội vã. Ngày 4 tháng 3 năm 1977, ngày trước khi xảy ra động đất mạnh ở Romania, người ta đã chứng kiến hàng ngàn con chuột chạy ra khỏi tầng hầm của một tòa nhà trung tâm thành phố và thậm chí chúng còn mất phương hướng, lao cả vào chân người qua đường. 12 tiếng trước khi xảy ra trận động đất thảm khốc đó, mặc dù trời không mưa, nhưng trên mặt đất bỗng xuất hiện rất nhiều run đất. Và trên cánh đồng, người ta tìm thấy nhiều con rắn đã bị đông cứng. Trận động đất ngày 26 tháng 12 năm 2004 ở Ấn Độ Dương ngoài khơi Thái Lan, 12 con voi được huấn luyện để đưa khách đi dạo trên bãi biển đã trở nên kích động và giống lên chỉ vài giờ trước trận sóng thần đi vào lịch sử. Những con voi chở du khách này đột nhiên bỏ chạy khỏi bãi biển và chạy tới vùng đất cao hơn. Và thế là vô hình chung, chúng đã cứu mạng cả đoàn du khách. Hay như trận động đất lịch sử ở Đường Sơn mà chúng ta có nhắc đến trong video Thế giới sau khi chết, lời kể của 81 người từ cõi chết trở về.
Một trận động đất lớn 7,8 độ Richter xảy ra năm 1976 tại Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc, gây ra cái chết của khoảng 240.000 đến 779.000 người, trở thành trận động đất chết chóc nhất kể từ thế kỷ 20. Vài ngày trước khi động đất xảy ra, người ta đã phát hiện ra rất nhiều hiện tượng kỳ lạ. Cá ở sông, hồ cực kỳ khác thường, cứ ra sức nhảy lên khỏi mặt nước, ngay cả đến cá nuôi trong nhà cũng như vậy. Còn chim muông, côn trùng bay và cả rơi lần lượt mất đi lý trí, cứ bay hỗn loạn trên không trung. Và con cá gia cầm nuôi trong nhà, có đuổi thế nào cũng không chịu vào chuồng. Lũ chuột to nhỏ cứ cuống lên chuyển chỗ. Rõ ràng rằng, sự bồn chồn của các loài động vật là do chúng đã dự cảm trước được nguy hiểm sắp đến, thế nên mới nhanh chóng trốn chạy. Tuy nhiên trước động đất, con người lại chẳng ý thức đến được rằng các loại phản ứng dị thường của động vật chính là một loại cảnh báo trước. Trận sóng thần diễn ra năm 2004 ở châu Á cũng như vậy. Các khoa học gia cũng đã nhận thấy một điểm, hầu như không có bất cứ động vật hoang dã nào mất mạng trong cơn sóng thần. Điều này là do chúng có thể cảm nhận được thảm họa sắp đến và kịp thời chạy lên chỗ cao. Vậy mà khi sóng thần đến, rất nhiều người vẫn còn đang say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ lạ này mà không hay biết rằng thần chết đã đến rồi. Đối với khả năng có thể dự cảm trước thảm họa này của động vật, thì này đã có khoa học gia bắt tay vào nghiên cứu. Họ cho rằng động vật có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ bé của môi trường xung quanh. Cơ chế cảm giác của chúng nhạy cảm hơn rất nhiều so với con người. Chẳng có lẽ nào con người được mệnh danh là anh linh của vạn vật, đối mặt với thiên tai lại không bằng các loài khác hay sao? Một số khoa học gia quyết định tìm cho ra đáp án. Trái đất của chúng ta, từ bên trong cho đến bề mặt đều phân bố một loại từ trường cực nhỏ, ngay cả đến nam châm trên tủ lạnh còn mạnh hơn nó cả 100 lần. Cho nên, trước kia khoa học gia cho rằng con người không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của loại từ trường này. Thế nhưng trong 50 năm qua, các khoa học gia đã phát hiện ra hàng trăm loài vi khuẩn và động vật có thể cảm nhận và phản ứng với từ trường trái đất. Loại khả năng này gọi là khả năng cảm nhận từ. Thường thì những loại động vật có khả năng cảm nhận từ đều sẽ sử dụng từ trường để hoàn thành việc định hướng về tổ và di chuyển, đồng thời phối hợp với các hệ thống giác quan khác. Thế nhưng liên quan đến việc liệu con người có phải loài có khả năng cảm nhận từ hay không thì trong kết quả nghiên cứu mấy chục năm qua đều không thể xác minh được. Nguyên nhân là do trước kia hầu như đều là thông qua phản ứng hành vi của con người để phán đoán sự tồn tại của khả năng cảm nhận từ. Tính lặp lại của kết quả nghiên cứu rất thấp. Vì vậy, Joe Kurzweil, nhà địa vật lý Viện Công nghệ California, đã sử dụng một phương pháp mới để thử chứng minh một việc không thể hoàn thành được. Ông đã phát triển một loại thiết bị có thể chống nhiễu điện từ, gọi là lồng Faraday. Trong quá trình thí nghiệm, ông ấy để người tham gia thí nghiệm ngồi trong chiếc lồng này, cung cấp một tín hiệu từ trường thuần không có bất cứ tin tức khác nào. Qua đó quan sát sự thay đổi trong sóng não của người tham gia thí nghiệm. Cuối cùng phát hiện, khi từ trường quay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, điện não đồ cho thấy sóng alpha của đại não người giảm xuống. Cũng tức là nói, mặc dù chúng ta không nhìn thấy từ trường, nhưng thực ra đại não có phản ứng đối với từ trường. Máy cảm ứng từ trường của con người vẫn luôn gửi những tin tức này đến đại não một cách vô thức, đồng thời được đại não tiếp nhận một cách có chọn lọc. Đây là một loại giác quan thứ 6 chưa từng được biết đến trong tiềm ý thức của con người. Cho nên có một số khoa học gia cũng bắt đầu suy đoán rằng có lẽ nào người cổ xưa hoặc là con người trong những nền văn minh tiền sử đã từng sử dụng khả năng này để tiến hành định hướng. Chỉ là trong quá trình phát triển lâu dài của nền văn minh, loại khả năng tiên thiên này của con người ngược lại đã bị thoái hóa rồi. Bởi vì kết quả thí nghiệm đã chỉ ra rõ ràng rằng, cho dù là con người hiện đại như chúng ta đây cũng đều tiềm ẩn loại khả năng này. Vậy thì mảng ý thức chưa được khai phá này rốt cuộc có thật hay không? Nó nằm ở đâu? Trước tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nó theo góc độ của y học phương Tây. Sigmund Freud là một bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo. Ông là người đặt nền móng và phát triển học thuyết phân tâm học và được mệnh danh là người đầu tiên nhìn thẳng vào vấn đề tâm linh tinh thần của con người trong lịch sử. Năm 1885, Freud đến Paris và gặp giáo sư Charcot, người đã mở phòng khám thần kinh đầu tiên trên thế giới và là người có sức ảnh hưởng dường như lớn nhất đối với ông. Giáo sư Charcot khuyến khích các bác sĩ đi khám phá những điều vốn đã tồn tại mà họ chưa biết đến. Ông tin rằng trong những cơn co giật điên cuồng của bệnh nhân tâm thần có ẩn chứa một số sự thật về sinh mệnh. Ông nói với Freud rằng
Người ta đều nói tôi có thứ gọi là giác quan thứ 6. Tôi nói cho anh biết giác quan thứ 6 này là gì. Đây là một loại trực giác chân thực cao độ, dựa vào sự quan sát và khám phá một cách nghiêm khắc, đưa ra những vấn đề mà người đi trước chưa từng đưa ra, đồng thời tìm ra đáp án của nó. Năm 1899, Sigmund Freud xuất bản cuốn sách Diễn giải những giấc mơ đã làm chấn động thế giới. Ông nói rằng sở dĩ người mắc bệnh tâm thần cứ bị tái phát thường là do một số ký ức nào đó cứ hiện đi hiện lại. Loại ký ức bị đè nén này không phải bất cứ một loại nào cả, mà là sự việc mà con người không thể không chôn vùi nơi sâu thẳm của ý thức. Sự việc này chắc chắn đã từng gây ra chấn thương tinh thần lúc ban đầu. Vậy thì kết quả là những hoạt động tâm lý này sẽ đi vào tầng ý thức thứ hai của con người. Freud gọi đó là tiềm ý thức. Để diễn giải tâm lý của con người một cách dễ hiểu, tiến sĩ Freud đã mô phỏng bộ não như một tảng băng trôi, với phần trên cạn là ý thức, sâu xuống sẽ là tiềm thức và cuối cùng là vô thức. Một điều thú vị chính là dù ý thức chỉ chiếm phần nhỏ não bộ của con người nhưng lại hoạt động nhiều nhất, là khu vực lưu thông nhiều máu nhất. Ngược lại, vô thức lại chiếm dụng phần lớn nhất của não bộ nhưng lại là khu vực ít được sử dụng nhất. Tuy nhiên, đây lại là khu vực bí ẩn nhất và cũng vô cùng quan trọng. Vật lý học hiện đại đặt trọng điểm nghiên cứu vào tầng sâu của ý thức, có thể chia thành ý thức và tiềm ý thức. Ý thức có nội hàm rõ ràng, còn tiềm ý thức thì lại là một tập hợp định nghĩa chung chung. Ý thức mà không được ý thức đến thì đều bị gọi là tiềm ý thức. Cho nên rất tự nhiên, giác quan thứ 6 liền bị quy vào một loại tiềm ý thức. Tâm lý học phương Tây cho rằng, tiềm ý thức có thể nhận được nhiều ảnh hưởng hơn từ những thứ còn sót lại của tầng ý thức. Chúng không thông qua ngôn ngữ hay suy luận logic mà có được. Những thông tin này được lưu trữ trong tâm trí của chúng ta qua năm tháng mà chúng ta chưa từng hay biết nó. Khi chúng xuất hiện lên tầng ý thức, trở thành một loại cảm giác có thể nhận ra được thì chính là thứ mà chúng ta gọi là trực giác, giác quan thứ 6. Vậy còn theo văn hóa phương Đông thì có nhận thức thế nào đây? Theo quan điểm của Phật giáo thì có rất nhiều cách nhìn khá thú vị. Trong Phật giáo nói về khái niệm lục căn, lục trần và lục thức, và còn cách nói mà chúng ta thường hay nghe đến là lục căn thanh tịnh. Vậy thì điều này có nghĩa là gì? Lục căn bao gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, hay mắt, tai, mũi, lưỡi, thần thể, ý nghĩ. Đây là chức năng thần kinh về mặt sinh lý học. Mắt có thần kinh thị giác, tai có thần kinh thính giác, mũi có thần kinh khứu giác, lưỡi có thần kinh vị giác, cơ thể có thần kinh cảm giác và suy nghĩ có các dây thần kinh sọ. Đây đều là gốc căn bản của sự liên hệ môi giới giữa tâm và vật, cho nên gọi là lục căn. Những thứ thông qua lục căn tiếp xúc mà ra thì được gọi là lục trần, cũng tức là các loại vật chất trong vật lý học. Ví dụ, màu sắc mà nhãn căn nhìn thấy, âm thanh mà nhĩ căn nghe thấy, mùi hương mà tỷ căn ngửi thấy, mùi vị mà thiệt căn nếm được, khổ giác, nóng lạnh, trơn nhẵn mà thân căn chạm được, pháp trần mà ý căn nghĩ đến, cũng chính là ý thức sinh ra đối với cảnh vật. Những thứ này đều được gọi là lục trần. Vậy thì, sự nhận thức và trí nhớ sinh ra khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì được gọi là lục thức. Cho nên, không có lục thức mà chỉ có lục căn với lục trần, vậy thì không phải là người sống mà là xác chết. Cho nên lục thức là cơ quan điều khiển lục căn, còn lục căn là công cụ để lục thức tiếp xúc với lục trần. Loại khái niệm này vừa hay phù hợp với năm giác quan mà khoa học gia phương Tây tổng kết ra, cộng với giác quan thứ 6. Vậy thì tại sao lại gọi là lục căn thanh tịnh? Bởi vì Phật giáo cho rằng lục căn là công cụ của lục thức, đồng thời sẽ bị lục trần ngăn trở, cho nên khả năng của lục căn sẽ bị hạn chế. Vậy thì nếu như lục căn của một người mà thanh tịnh, thì cũng có nghĩa là lục căn của người đó không bị lục trần chi phối và mê hoặc, lục căn sẽ có được giải thoát khỏi lục trần. Vậy thì đương nhiên sẽ thanh tịnh rồi. Vì thế cho nên lục căn thanh tịnh không phải mang nghĩa không còn lục căn nữa, mà là chức năng sinh lý của chúng ta không còn bị xoay theo những ảo giác của ngoại cảnh nữa. Đây gọi là không nhuốm bụi trần. Và điều này cũng sẽ dẫn đến một loại hiện tượng như siêu năng lực vậy. Trong Pháp Hoa Kinh và Niết Bàn Kinh có ghi chép, có thể đạt đến lục căn thanh tịnh thì có thể đan xen sử dụng lục căn, cũng tức là nói bất kỳ một giác quan nào cũng đồng thời sở hữu chức năng của ngũ căn còn lại. Ví dụ như tai có thể nghe âm thanh, cũng có thể nhìn thấy màu sắc, ngửi mùi, nếm vị. Và tỳ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn cũng như vậy. Không biết xem đến đây, liệu các bạn có liên tưởng đến trường hợp của Melissa McCracken, cô gái nghe âm nhạc
mà có thể nhìn thấy màu sắc và vẽ ra các bức tranh mà chúng ta có nói đến trong video tần số kết nối với thần 432 Hz, hay là thí nghiệm ngón tay đọc chữ của giáo sư Lý Tự Sầm. Một số đứa trẻ sau khi bị bịt mắt mà chỉ cần dùng ngón tay sờ lên những mẩu giấy đã bị che mất vẫn có thể nhìn thấy trên giấy viết những chữ gì, hay thậm chí có người trong lúc nấu ăn có thể ngửi thấy mùi món mình đang nấu là mặn hay nhạt, về căn bản là không cần nếm. Và ngoài ra còn nhiều trường hợp khác nữa. Có lẽ nào con người vốn đã có loại năng lực này, chỉ là chúng ta hiện nay ngày càng ỷ lại và quen với những tiện ích mà công nghệ kỹ thuật mang lại, vì thế cho nên cũng dần dần mất đi loại khả năng này rồi. Chúng ta có thể nhìn lại một chút mọi thứ trong xã hội hiện đại, có phải bên trong đầy rẫy các yếu tố kích thích giác quan hay không? Con người thích xem phim mang tính kích thích, nghe âm nhạc sôi động cuồng nhiệt, ăn thì khỏi phải nói rồi, chắc chắn phải kích thích hoàn toàn vị giác của bản thân mới thỏa lòng. Và những thứ trong lòng nghĩ thì đa số là những phiền muộn, tức giận, trách móc, đổ lỗi, đau buồn. Tâm tình và ngũ quan của chúng ta dường như đều bị buông thả, thậm chí đến mức tê liệt, cũng tức là lục căn bất tịnh. Vậy thử hỏi loại khả năng như giác quan thứ 6 này sao có thể xuất hiện được đây? Điều này có lẽ đã giải thích lý do tại sao so với người hiện đại thì người xưa lại cực linh. Bởi vì không có những sản phẩm 3C kích thích các giác quan, mà bầu không khí tu luyện, tu tầm dưỡng tính thời đó cũng rất phổ biến, con người đều luôn phải tĩnh tâm. Chúng ta chắc đã từng nghe qua về cổ nhân hay người tu luyện được nhắc đến trong các sách cổ, đều có thần thông hay công năng đặc dị, cũng đều là kết quả do thật sự đạt được lục căn thanh tịnh mà có được. Có lẽ chỉ có như vậy thì giác quan thứ 6 mà chúng ta hay gọi mới thực sự xuất hiện. Cũng tức là nói, nó chỉ là một loại bản năng tiên thiên mà con người vốn có, và chỉ khi tâm của chính mình thanh tịnh rồi mới có thể tìm lại được loại bản năng này, trở về bản tính tiên thiên, tìm thấy mình thật sự. Vậy thì năng lực và trí tuệ lớn lao hơn nữa mới triển hiện cho chúng ta. Không biết bạn thì có suy nghĩ như thế nào? Hoan nghênh các bạn cùng chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận phía bên dưới video nhé. Và phần chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho một người bạn của mình cùng xem nữa nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.